Rồi, hôm nay hướng dẫn cho em đi vào cái phần đó là phần sách của sách bài tập bài số 2, đó là nguyên tố hóa học, là nó có ba phần: nhận biết 5 câu, thông hiểu 4 câu và vận dụng 3 câu. Rồi ta sẽ đi vào phần nhận biết trước. Rồi. Phát biểu nào sau đây không đúng? Tức là không đúng thì sẽ có ba câu đúng và một câu không đúng, là câu sai đó. Số hiệu nguyên tử bằng số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử là đúng. Số hiệu nguyên tử tức là Z bằng số đơn vị điện tích hạt nhân là Z, là số hiệu nguyên tử ký hiệu là Z, đúng không? Số đơn vị điện tích hạt nhân tức là gọi là Z luôn. Tại vì số hiệu nguyên tử ký hiệu là Z mà. Đơn vị điện tích hạt nhân tức là rho tông cộng rồi lấy cái số lượng đó thôi, được chưa? Rồi số khối của hạt nhân bằng tổng số rho tông mà nó trong, đúng luôn. Câu C, trong nguyên tử số đơn vị điện tích hạt nhân bằng số rho tông và số neutron. 7, câu C là sai. Vì trong nguyên tử ha, số đơn vị điện tích hạt nhân chỉ bằng số rho tông thôi và có thể là khác số neutron, được chưa? Đó. Sai vì nè, trong nguyên tử đó, số đơn vị điện tích hạt nhân bằng số proton tông đó, và bằng số electron chứ không bằng neutron nha, cho nên bằng neutron là sai. Câu D, nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng đơn vị điện tích hạt nhân, là đúng hay sai? Đúng luôn, vậy mình chọn C. Rồi mình đi vào bài 2.2. Số hiệu nguyên tử cho biết thông tin là gì? Số hiệu nguyên tử cho biết. Số hiệu nguyên tử cho biết là gì? Số rho tông. Được chưa? Chỉ biết được số rho tông. Số số hiệu nguyên tử á, thì nó bằng là số đơn cho biết số đơn vị điện tích hạt nhân. Tức là chủ yếu là số hiệu nguyên tử á, nó bằng là gì biết không? Số đơn vị điện tích hạt nhân. Cũng bằng số rho tông luôn. Cũng bằng số electron luôn. Vậy trong này có A là số rho tông là đúng. Nơi trong khối khối nguyên tử khối là sai. Vậy mình chọn đáp án là A. Ta đi vào con 2.3. Dãy nào sau đây gồm các đồng vị của cùng một đồng vị là giống giống nhau về số rho tông, khác nhau về số nơ trong. Vậy câu A là 6, 7, 8 là số rho tông đó nào là bằng Z nằm dưới là sai. Câu B là có 9 với 10 sai, câu C là đúng á. Tức là mình phải hiểu cái nguyên tắc của đồng vị ha. Thì cái dãy này nè. Ồ. Đó, gồm các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học. Nguyên tố hóa học, hiểu không? Vì có cùng Z và có cùng số rho tông. B bằng 14, số rho tông là 14. Người ta định nghĩa đồng vị là những gì? Là những nguyên tố có cùng số rho tông khác nhau về số neutron. Vậy mình chọn đáp án là C. Rồi ta đi vào câu 2.4. Ký hiệu nguyên tử nào sau đây viết đúng? Thì ký hiệu viết đúng thì cái hiệu nguyên tử nó phải gồm các loại, đúng không? Cái hiệu nguyên tử này, hiệu nguyên tử đó, là chữ X, ở đây là chữ X này, ở đây là Z, ở đây là A này, ở đây là Z, đây là A. Theo như sách giáo khoa đấy, cho nên ở đây mình chỉ chọn được cái đáp án A thôi, hợp lý nha. Rồi ta đi vào câu 22.5. Thông tin nào sau đây đúng về BB chì 282 206? Thì số đơn câu A là số đơn vị điện tích hạt nhân là 82, đúng không? Là đúng. Cái nào không đúng mình không đúng, mà số rho tông và số neutron 82 là sai nè, số rho tông là đúng. Số neutron đấy 206 chứ 82 không đúng. Số neutron là 124 là đúng, là 206 chứ 82 là đúng. Số khối là 206 đúng.
thì câu B là sai. Vì số nơ trong bằng là 124. À, vậy mình chọn đáp án B. Sai. Ta đi vào phần thông hiểu. Rồi, 2.6 cho các ký hiệu nguyên tử sau, giải gồm các nguyên tử thuộc cùng nguyên tố hóa học. Thì giải gồm giải nè. Đó, giải những nguyên tử cùng nguyên tố học thì nó phải là sao, giống nhau về số rồ tông. Câu A là loại 6,8, câu B là 8,9,7 loại, 8,9,10 loại, câu D đúng không? Wow, đó, vì sao? Đó, vì này nè. Vì có các nguyên tố số hóa học có cùng số rồ tông. Nên thuộc cùng vì các nguyên thuộc cùng một nguyên tố học, vì các đồng vị này nè, vì các nguyên tử này có cùng số rồ tông nên thuộc cùng một nguyên tố hóa học. Và cụ thể là biết nguyên tố gì không? Cụ thể là nguyên tố oxygen, ký hiệu là O á. 8, 16, 17, 18. Rồi, vậy chúng ta sẽ cái này tự luận ha. Tự luận. Đây sẽ là trắc nghiệm chứ. Câu D. Đúng không? Câu này trắc nghiệm mình sẽ chọn đáp án là D. Rồi, ta đi vào câu 2.7. Nitrogen bền với có hai đồng vị bền là 7,14 và 7,15. Oxygen có ba đồng vị. Hợp chất NO2 tạo các đồng vị bền. Rồi, ký hiệu hợp chất NO2 thành NOO vậy đó. Thấy không? À, để mình biết. Thì ở đây á, số hợp chất NO OO đó, tạo thành đó, bởi các đồng vị trên là, hiểu không? Tức là N14 nè, đúng không? Thì đầu tiên mình lấy O16 trước, O16. Rồi, tiếp theo là N14 nè. Mình sẽ lấy O17. O17. Rồi, N14 nè. Sẽ lấy là O18. Rồi, N14 hết rồi đó, giờ tới N15 thôi đúng không? N15 thì ấy nói chưa chưa. Đúng rồi. N14 chưa nha, N14 là tới 16 nè. 16 là tới 17 đúng không? 16 7 ghép hai loại này. À, N14 nè, 16 là 18 nè. 17 18 cái nữa mới hết, N14 nè. Đó, 17 nè. 18 nè. Rồi, vậy dưới đây N mình chỉ sửa lại là 15 cái nữa là xong. Vậy đây mình thay N 15 thôi. 15. 15. 15. 15. 15. Đó. Rồi, xong. Dễ ha. Nói chung là ký hiệu gì nè, đúng không? Có nhiều người đã ký hiệu gì nè. O, NO cũng đúng. Cái nào cũng đúng chứ. Cái này là chỉ ký hiệu thôi, đúng không? Không quan trọng. Miễn đủ số lượng là được. Thường ta ký hiệu giống thầy vậy. Rồi, được chưa? Đó. Ta đi vào câu 2.8. Trong tự nhiên bromide có hai đồng vị bền. Hai đồng vị bền là 35,79 chiếm 50,89%, đồng vị 81 chiếm 49,31%. Nguyên tử khối trung bình của bromide quá dễ. Nguyên tử khối trung bình là mình biết công thức rồi đúng không? A ngang trung bình đó. A ngang của Br. À, mình lấy đồng vị, lấy số khối của đồng vị thứ nhất nhân với phần trăm của nó, cộng số khối đồng vị thứ hai nhân với phần trăm của nó, chia cho trăm. Rồi, đó. Thì đây ta tính ra 79 nhân cho 50,89 cộng 81 nhân cho 49,31 chia cho trăm. Rồi, nó bằng 79,99962. 79,98862. Nhưng mà trong đáp án này á,
thì 986 thôi. Vậy mình chọn đáp án là D, hiểu ha? À, nó thích cho ba chữ số mà thầy lấy bốn chữ số luôn cũng được. Rồi ta đi vào câu 2.9. Nói chung là sách kết nối hay lắm đó nha, bài tập thì thấy hay lắm, cho đa dạng hơn. Còn cánh diều bạn nhìn vô cái sách thì nó không có đa dạng, nó ít lắm, nó cái kiểu gọi là tôi không biết nói làm sao. Nhưng mà thầy đánh giá là bài tập là sách sách trên sách này là hay, còn nói về lý thuyết cái bài tập luôn thì sách Trăng Trời là thấy ok theo cái cá nhân thôi nha. Rồi oxygen có 3 đồng vị với tỷ lệ phần trăm tương ứng là như thế này. Rồi nguyên tử khối trung bình quá dễ luôn, nguyên tử khối trung bình của oxygen là a ngang trung bình. Ừ. Mình lấy phần 16 nhân phần trăm 9,757 cộng 17 nhân 0,038 cộng 18 nhân 0,205 chia cho 100. 16 nhân cho 9,757 cộng 17 nhân cho 0,038 cộng 18 nhân 0,205 chia 100. Đó là bằng nhiêu? Sao nó ra kỳ ta? Này thầy bấm máy sai chỗ nào đây? 16, 17, 18. 18, ủa sao phần trăm nó nhỏ vậy ta? Cái này hơi hơi bé nha, nó bị sai rồi đó. Để thầy coi lại cái sách coi. Sách bài tập đúng không? Sách bài tập của kết nối. Đây. Ừ. Câu này bị sai chỗ này nè, 99,575 à, 99,575 bởi vì mình đánh máy 99 nha, thiếu số 9. 99 bao nhiêu? 757. Thầy đánh máy thiếu số 9 bởi vì nó ra tào lao à. Rồi không đủ 100% là bị sai đúng không? Rồi. Thêm lên số 9 vô nữa là xong. Rồi, nó bằng lại nhiêu? 16,00. Thì theo đáp án thì chỉ có 16 là phải không thôi. Đó. Chưa? Rồi. Chờ thầy một xíu nha. Chờ lại. Rồi thì chúng ta chọn đáp án nào? Đáp án A đúng không? Đó. Chọn đáp án là A. Rồi ta đi vào phần vận dụng. Nguyên tố R có 2 đồng vị nguyên tử khối trung bình như đây. Một trong 2 đồng vị là 79R, chiếm nhiêu phần trăm đây? Đồng vị thứ hai. Dễ quá rồi. Mình gọi cái A R là đồng vị thứ hai. Đó. Thì chúng ta theo đề bài gọi xi đi ha. Gọi xi phần trăm. Lần lượt là không không gọi đi thì mình tính luôn. Phần trăm gọi R là phần trăm của đồng là đồng vị thứ hai có phần trăm là lấy 100% trừ cho 54,55 đó là mình hiểu ra được chưa, nó bằng là 45,5%. 45,5%.
Rồi, chúng ta sẽ dựa vào công thức trung bình để ta tính theo đề bài. Không, theo đề bài ta có A, trung bình của R nó cho là bằng 54,5%, thì chỗ này mình suy ra AR thì mình lấy gì? 79 nè, nhân cho 54,5 cộng cho A nhân cho 45,5 chia cho 100 bằng 54,5. Rồi mình suy ra A, mình bấm ship soi chứ đừng có giải bằng tay ha. Rồi 79 nhân cho 54,5 cộng cho A là x nhân cho 45,5 chia cho 100 bằng 54,5, ship son bằng 20 sao kỳ vậy ta, 79,91 chứ, 777 cái này trung bình là 79,91, 79,91. Rồi bây giờ bấm sao ra nó chưa của 79,91, chắc chắn nó phải gần bằng thôi chứ nó không phải bằng được nha. 81 đẹp luôn ha, cái này ra đẹp luôn, 81%. Rồi vậy nó hỏi là nguyên tử khối của đồng vị thứ hai phải nguyên tử khối của đồng vị thứ hai là 81. Ta đi vào câu 2.11. Boron là nguyên tố có nhiều ứng dụng đối với cơ thể con người, cơ thể người như làm lành vết thương, điều hòa nội tiết sinh dục, chống viêm khớp, vân vân. Do ngọn lửa cháy có màu lục đặc biệt nên boron vô định hình được dùng làm pháo hoa. Boron có hai đồng vị bền là 10 và 11. Nguyên tử khối trung bình là như đây, tính phần trăm của mỗi đồng vị quá dễ hẹn, đúng không? Rồi x y phần trăm, lần lượt là phần trăm của hai đồng vị đó, 10 và 11. Theo đề bài ta có x cộng y là bằng 100. X cộng y bằng 100. Dùng công thức phần trăm trung bình ha. 10x, 10x cộng 11 nhân y chia cho 100 là bằng 10,81. Rồi, 2. Nói chung là trên trường thường dùng tương đương hết đúng không? Rồi, tại vì sách giáo khoa nó chưa cho dùng cho nên thầy chưa có dùng nha. Chỉ có mệnh đề tương đương thôi chứ chúng ta chưa có dùng được nha. Chắc hồi đó là lớp 8 học rồi, bây giờ nó giờ qua đến lớp 11 mới được dùng mà. Một, một. Nhiều khi giáo viên mà đọc không kỹ là dạy cấp 3 là dùng luôn, cứ nhớ là cấp 2 nó tồn tại. Thấy không? 19 với 81 x bằng 19, y bằng 81. Nhưng mà đôi khi nó có dùng mình cũng không sai, hiểu không? Rồi, vậy đó, đồng vị 10 là chiếm 19% và 11 là chiếm 81%. Rồi, ta đi vào câu 2.12, câu cuối của cái phần bài tập này. Đồng vị phóng xạ coban coban 60 phát ra tia gamma có khả năng đâm xuyên mạnh, dùng để điều trị các khối u sâu trong cơ thể. Coban có ba đồng vị là 29, 58 và 60. Nó cho con cái nè, còn hai cái còn lại chưa biết. Nguyên tử khối trung bình cho biết hàm lượng coban phần trăm của đồng vị 60. 60 là cái này thì mình không có gọi 60 không được, mình sẽ gọi hai cái luôn. Gọi XY à, lần lượt ở XY phần trăm. À, lần lần lượt là phần trăm của các đồng vị, của hai đồng vị đi, hai đồng vị đồng vị là 58 với 60. Rồi theo đề bài ta có ở đây là 98 cộng x cộng y bằng 100%. Hãy ứng dụng cái này nhiều ghê không? 29 nè. À, 29. Ủa, đâu cái đó năm, cái đó 59 chứ sao 29 được ta? Chắc nhầm quá. Đánh máy nhầm.
Đúng rồi, 59. Chứ tự nhiên 58, 60 đây mà 29 là nó quá xa nha. Rồi, 59. À, vậy đây, 59. Nhân cho 98, đúng không? Cộng 58 nhân x, cộng 60 nhân y, chia cho 100. Đó, là bằng 58,982. 2. X cộng y là bằng 2, đúng không? 100 trừ này là bằng 2. Vậy đây mình nhân qua nhân lại 258x cộng 60y. Đó, mình lấy là 58 58,982 nhân cho 100. Rồi mình chuyển vế bên kia qua trừ 59 luôn. Nhân 98 cho nó nhanh. À, nó sẽ ra là 116,2. 2 mình giải ra xy. À, hai mình giải là xy. Rồi bấm máy thôi. Mod 9 1 2. Đó, 1 bằng 1 bằng 2 bằng 58 bằng 60 bằng 116,2 bằng x là ra 1,9, y là ra 0,1. Đó, nó chiếm cái hàm lượng rất thấp đúng không? À, nhưng mà nó có ứng dụng ghê gớm không? À, có 0,1% thôi, nhưng mà nhờ được cái gì, cái đồng vị đó, người ta mới trị được cái bệnh này nè, khỏi u rồi ha, rất là hay, đúng là khoa học. Các bạn thấy ghê gớm không? Vậy à, hàm lượng phần trăm của đồng vị cô ban 60 là 0,1% thôi. À, rồi là chúng ta hoàn thành xong cái bài này ha.